khi những nụ hoa đào đỏ thắm báo hiệu mùa xuân về. Cũng là thời điểm cán bộ chiến sĩ ở các chốt phòng chống dịch COVID-19 lên đường tăng cường thực hiện nhiệm vụ. Đối với các anh, ngày Tết là được thấy dân bản yên vui, hạnh phúc, cột mốc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được vững chắc. Đây là nơi ở và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ chốt phòng chống dịch COVID-19 thuộc mốc 5 của đồn biên phòng A Pa Chải, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Sau mỗi buổi tuần tra, các anh lại ra vườn tăng gia chăm sóc những luống rau xanh, trộn thức ăn cho gà vịt. Tết này, ngoài lượng lương thực dự trữ đã được đơn vị cấp phát theo tiêu chuẩn, thì các chiến sĩ cũng tự đảm bảo được nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ. Tết xa nhà, nhưng không khí đón xuân của các anh vẫn thật ấm cúng với cành đào, mâm ngũ quả, bánh trưng xanh. Tổ chốt đã chuẩn bị được một mâm ngũ quả và bánh của đơn vị cho, và hai nữa là cũng tổ chức là chiều 30 là sẽ tổ chức là mổ gà đấy, mà hai nữa là được trong thời gian qua thì bà con trong bản ở Tà Cúc Kỳ và bản Tám Miếu cũng nên thăm hỏi động viên anh em trực chốt ở đây. Khi mà được bà con nhân dân mà lên thăm và động viên và cho quà thì thực sự anh em rất là vui, phấn khởi, rất là cảm ơn các bà con đã nên động viên và chia sẻ cái nỗi vất vả của anh em chốt năm này. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồn biên phòng A Pa Chải đã triển khai lực lượng bảo vệ biên giới trên các tổ chốt 24/24, đồng thời đảm bảo điều kiện các cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ thực sự an tâm tư tưởng công tác với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Xác định quan điểm là vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Thì anh em thứ nhất là xác định rõ cái tinh thần trách nhiệm đối với các đồng chí mà phải trực bám chốt ấy. Thì anh em đơn vị đã giao nhiệm vụ rất là cụ thể, chi tiết đến từng cá nhân, từng đội trạm, bộ phận để làm sao đảm bảo trên cái cương vị được giao. Thế thì đối với các đồng chí mà cái phương án mà bảo vệ cái hoạt động trực trên biên giới đấy, thế thì thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát đấy, rồi là bám nắm tình hình từ xa. Các hoạt động đặc biệt lưu ý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Hai nữa là về vấn đề mà tham gia hoạt động tuần tra chung trên biên giới với các lực lượng thì đơn vị cũng rất là lưu ý để làm sao mà chúng tôi chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Những phiên gác trực chốt dưới trời sương lạnh giá, những buổi tuần tra trên biên giới phải luôn dừng vượt đèo dốc, không làm các anh chùn bước mà càng thêm tự hào về nhiệm vụ. Và những cái Tết xa nhà cùng đồng đội trên biên giới đã trở nên quen thuộc với người lính. Nơi ấy, tình đồng đội, nghĩa quân dân luôn đong đầy. Chủ yếu phụ nữ cho bản thì phân dân tổ mà động viên cho các chú bộ đội chốt dịch của không về biên giới để làm công tác tốt, để tiến lòng và có chị em phụ nữ là các chú là bảo vệ bộ học phương tốt hơn. Tết đến xuân về, khi mọi người đang sum họp bên bản làng, bên gia đình, chia sẻ những tình cảm ấm cúng và hạnh phúc. Nơi biên cương, người lính biên phòng vẫn đang chắc tay súng, bám đường biên, cột mốc, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.